thay lời cho nhà hàng tiệc cưới Nhã Nhi, ban nhạc trung hướng và dịch vụ áo cưới chụp hình quay phim camera Quảng Ngân đến từ huyện Cư Rút. Thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ đến với hình ảnh của đôi uyên ương. Hạnh phúc được ví như một ngôi nhà được đắp xây từ những viên gạch yêu thương. Mỗi ngày trôi qua đi, đôi bạn Phương Thiệu và Viết Với sẽ cùng chắp lên những viên gạch hồng, sẽ đắp cho mình một gia đình hạnh phúc. Xin mời đôi bạn sẽ tiến bước về tháp bánh để cùng sẻ chia chiếc bánh ngọt ngào trong ngày vui. Thì vỏ trắng nột hồng tựa như tình nghĩa mặn nồng đôi ta, thương nhau chiếc bánh sẻ đôi. Từ nay đôi bạn trẻ mãi mãi bên nhau trọn đời. Nguyện cho những khoảnh khắc đẹp này sẽ đến với cô dâu Phương Thiệu và chú rể Viết Với, mãi mãi ngập tràn ngày cưới trong ngày này. Trong những hình ảnh đẹp nhất của đôi trai tài gái sắc, xin mời đôi bạn Viết Với và Phương Thiệu cùng nhau rót ly rượu ngập tràn ngày cưới hôm nay. Thưa quý vị và các bạn trẻ thân mến, rượu hồng đẹp bởi màu hồng, mà tình yêu thì đẹp bởi tấm. Con suối những ngày đêm vẫn miệt mài chảy mãi, công cha thì như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà những ngày bão táp sương xa, người con còn lớn đến ngày độc thân. Ơn cha như núi như non thì sinh tất cả cho con nên người. Ơn mẹ sâu thẳm biển khơi thì sinh tất cả một đời vì con. Trên khuôn mặt rạng rỡ của hai người mẹ giờ đây đã nở những nụ cười mãn nguyện. Sinh con chín tuổi, kính dâng sức khỏe của cha, kính dâng sức khỏe của mẹ. Hai con dâng lên cha mẹ ly rượu để tỏ lòng thành kính biết ơn. Và phía dưới hôn trường, mời tất cả quý vị chúng ta cùng bật nắp ly rượu của người con dâu yêu quý. Rượu hồng thì dâng kính mẹ cha, vì con chắc mẹ chóng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Tiếp theo mời bia và những đứa cốc nước ngọt mình thật đầy đi ạ. Những cốc bia, những cốc nước ngọt hồng để chúc cho bạn trẻ ngày hôm nay. Cốc Retica theo lưu mộng ngày hôm nay, cho phép bạn tổ chức tiệc bắt nhiệt quả bàn nào. Xin mời 1, 2, 3, xin chúc mừng. Xin mời hai gia đình chúng ta cùng tiến lại gần nhau để cùng đi cho tình thông gia giữa hai nhà luôn luôn có mấy tình thương. Để cùng cùng với nhau, để cho tình thông gia giữa hai nhà luôn luôn có mấy tình đoàn kết, gắn kết. Và kể từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày khôn lớn trưởng thành, giờ đây đôi bạn Phương Thiệu và Viết Với xin mời người bố sẽ cùng trao cho hai con với phần quà trong ngày vui hạnh phúc. Và quý vị khách quý, quý anh chị, các bạn trẻ nam Thanh Đức Tú cùng dành cho hai. Của em Chiến chuẩn bị với phần quà trao cho anh chị trong ngày vui hạnh phúc. Nhà nhiếp ảnh dịch vụ áo cưới chụp hình quay phim camera Hoàng Ngân sẽ cùng là phần quà của gia đình chú Thím Yến cùng chuẩn bị cùng tiến về sân của ngày nay. Quà của gia đình anh Thảo cũng đã khép lại. We'll be right back.
vời trong bước chân xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Gió phất phơ rơi nhẹ làm rơi cánh hồng đào. Xíu xiết chim non trên cành cây đó ồn ào. Nàng ngồi hóng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không. Tuổi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vô quy. Nàng ngồi hóng tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ. Tuyệt vời trong bức tranh xuân nhà tình cha cha cha. Tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui rất khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời.
đời yêu ai. Làm vợ anh nhé. Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát. Hương xuân tình đắm say nhạc lâng lâng lòng em nghe sao xuyến. Ta say cùng ánh trăng cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui pháo cầu. Muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hương phơi phơi. Tình nồng hương phơi phơi. Tình muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai. Muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay ta cùng say dịu thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay. Lâng lâng men rượu cay nhịp tim đắm say minh hoa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui pháo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa nhau rồi, để anh đây chào mừng em, chào chào trời, em vẫn không một mình lẻ loi. Rồi một ngày vẫn luôn đi rằng sẽ lại trở lại anh. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em, cùng em. Rồi một ngày rồi em biết không, cái gì lẻ cô đơn trên bầu trời. Cố níu kéo làm gì, đừng quan tâm về anh cứ
xa đưa giấc mộng lành. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Cái là mình có chủ yếu nằm ở sát lúc à chủ yếu chủ yếu chân nằm à đã mời bố chưa nào? Có phải ông ngoại đẻ ra mẹ không? Đã mời bố luôn, mời bố luôn, mời bố luôn. Ông mời bố đi, mời bố đi. Rồi. Gì bơm này gì bơm này cứ thốt. Bạn bố là ông bố. Chú hỏi chứ nè, cái đấy cũng chính hoàn. Cái bố tổng là cũng chẳng có mà. Cái bố này quẳng này. Quẳng này. Quẳng này lỗ này. Đúng rồi. Đấy cứ phân cứ cống rồi hôm nay là chú à? Dẹo ơi! Dẹo ơi! Làm lên đây ta đâu? Nhảy đâu? Quay làm cái ra được dép đấy nhỉ? Có chứ. Bình tĩnh với cái đấy. Không thiếu một mặt ai hết. Một đất nông. Một đất nông. Một trẻ làng Sơn mà. Là nhà cá lộc này. Cái đèn này nó chứ cái đèn nó chói một tí nhưng mà nó đẹp ông ạ. À. Da nó trắng nó đẹp. Trắng được sao? Dạ. Nhìn giống bố mà, giống bố như đúng không ạ? Cái điều á. Thì cùng cái lỗ nó ra mà cho nó kê thì mai nó giống mà giống lắm. Rồi bố ạ. Dạ. Quay ra. Rồi. Quay sang rồi. Sáng rồi mà. Sáng nhá. Cái đâu? Mấy giờ mà các bà về xem tivi là có hết. Cái này là trong trong cung ấy. Hết đấy, thấy người hết đấy. Cụ ở đâu mà cụ toàn các anh không? À, nhìn chị trẻ với toàn cụ không à? Đúng rồi. chạm ly cái cầm mua thôi nhưng mà nhà này sản xuất ra bán con rẻ thế anh sao một tí anh sao mày quay lại tiền lì xì cho các cháu con cháu đấy đặt đây đặt chặn lên lẻ rồi các bác. Bán chặt nha. Cho con cháu nó xem. Con
Mời bác trước đó. Trăm phần trăm thôi, rượu nó có thể uống hết đấy. Có phải uống hết đấy. Uống hết đi các em. Em nhiều người cứ bảo em giống ca sĩ nhưng mà bà cứ uống đi mà, nước trà mà uống 100% được. Chưa chị ơi, vẫn có, bây giờ vẫn còn cầm rượu được. Đi đi không? Đi nhà bác không? Đi nhà bác rồi đấy. Đi dọn đồ rồi đi đi. Đấy, vậy cho chúng nó may mắn nhé. Úi giời, cháu. Cháu đại diện nhà ai đây con? Con đại diện nhà ai vậy? Chân đi nha. Thì em có quay đây cứ... Úi giời, cẩn thận.